Vậy, xin chào tất cả các bạn, mình là Quyết Đào, admin của Forecenter, và hôm nay mình sẽ làm một cái buổi Zoom này đúng không ạ, để chia sẻ cho em mình cái kinh nghiệm đúng không ạ, như là một cái buổi chia sẻ đúng không ạ, liên quan đến affiliate marketing đúng không ạ. Thì affiliate marketing là vấn đề nó khá là trừu tượng đến đến bởi bây giờ đúng không ạ, có rất là nhiều người nghe thấy đúng không ạ, nhưng mà nó vẫn trừu tượng bình thường, kể cả anh em mình có làm được, có ra kết quả đến ngàn đô đi chăng nữa, nghe đến affiliate là nó trừu tượng đúng không ạ. Tại vì nó chúng ta là tiếp thị liên kết này, là cộng tác viên online này, là mua hàng qua link này. Nhưng mà cái câu chuyện là làm sao để người ta mua hàng qua cái link đấy của mình, đó là một cả một bài toán luôn. Chính vì góc độ đấy, quan điểm mọi người đánh giá và khoản bản thân cá nhân của tôi ấy, đánh giá là nó khó. Đúng không? Như vừa xong tôi nói rồi, nó khó ở những cái yếu tố sau là mọi người tự nhìn nhận, tự đánh giá cái làm cái là làm affiliate marketing này là bản chất của nó là khó. Đúng không? Mọi người nhìn nhận là nó khó luôn đúng không, còn ai ông nào mà nói dễ thì đúng là cao hổ rồi đấy. Thứ hai nữa là chúng ta không được cầm nắm sản phẩm, thứ hai chúng ta là chúng ta chỉ đọc được thông tin thôi, chỉ không có thấy được sản phẩm, không có thực tế, không chỉ đọc được thông tin thôi đấy. Nên là cái việc mà tư duy hình thành cái tư duy nên là bản thân là cái tư duy của chúng ta, tư duy gần như là vô hình, nó nằm trong trí tưởng tượng. Chính vì quảng bá một cái thứ ở trong cái trí tưởng tượng nên là thành ra nó khó vô cùng. Nó không giống như là bây giờ tôi nói là bạn ơi, bạn A ơi, bạn B ơi, bán cho mình cái đồng hồ đi, hay là bán cho mình cái vòng phong thủy đi, là mọi người bắt đầu đi tìm kiếm thông tin các thứ như vậy ấy, thì dần dần nó hình thành cái nhận thức. Từ cái nhận thức đấy thì chúng ta bắt đầu quảng bá làm marketing nó dễ hơn. Còn bản thân mà khi mà chúng ta làm affiliate marketing đưa cho bạn đúng không ạ, một cái trang thông tin, sau đó bắt đầu bảo chúng ta làm marketing đi, ai mua qua link thì chúng ta nhận được đúng không ạ. Trời ơi, như là kiểu như là mình kiểu như là siêu trí tuệ ấy, đúng không ạ. Ngay chỗ này tôi cảm thấy rất là nhiều anh em sau khi 1 năm luôn ấy, bây giờ là năm thứ 2 mà tôi đi đào tạo affiliate ấy, thì có rất là nhiều anh em mình vẫn mông lung vô cùng đúng không ạ. Nên ra mình hướng một quan điểm là bây giờ nhiều khi mà đào tạo nó bài bản rồi đúng không ạ, các bạn hiểu được vấn đề rồi thì nó rất là dễ, nhưng mà đối với anh em mình, những cái anh em newbie ấy, thì chúng ta chưa nắm được đúng không ạ, chưa nắm được những cái kiến thức nền ấy, thì công nhận rằng là khi mà để chia sẻ mình khá là trừu tượng đúng không ạ, đúng không ạ, buổi chia sẻ. Anh em nào đang ở những các cái nhóm tổng ấy thì nói anh em mình đúng không ạ, nói anh em mình tham gia đi ạ. Một số bạn đang ở nhóm nhóm tổng ấy đúng không ạ, nói mình tham gia nhé, cầm điện thoại nói cho anh em mình tham gia cùng nhé. Call Center mình cứ đàn đúng không ạ. Đây còn lại để mà mổ xẻ phân tích đúng không ạ, cái buổi chia sẻ affiliate marketing này á, góc độ là bây giờ là cái đầu tiên là chúng ta đi xem một cái cơ hội nhé, cơ hội affiliate đúng không ạ, là như thế nào đúng không ạ. Cơ hội affiliate nó cực kỳ lớn, nó vô cùng lớn luôn, tôi đã khẳng định là vô cùng lớn, tại vì có những người đã kiếm từ 100.000 đúng không ạ, 100k đô đến 500k đô, 500.000 đô la đấy đúng không ạ, năm thậm chí là nhiều hơn nữa, là có ạ, có đúng không, là đến khá là nhiều tiền đấy, 500.000 đô là khoảng 10 tỷ một năm á đúng không, có ạ, có đúng không, bản thân của tôi đấy đúng không, bản thân của admin thì anh mình xem cái kết quả đúng không, đây cũng kiếm cũng khá đấy đúng không, khá nhiều đô đấy, đây cho mình xem này đúng không, đây đây đúng không? Đây này đúng không? Đấy Phi đấy đúng không ạ, còn đây cái này kinh doanh đúng không ạ, thì cũng tương tự như Phi đúng không ạ, đây kết quả đúng không ạ, tiềm năng không, vô cùng tiềm năng đúng không ạ, kiếm được nhiều tiền không, kiếm được vô cùng nhiều tiền đúng không ạ, căn bản đúng không ạ, đấy cái cơ hội là lớn đúng không ạ, vô cùng lớn, nhiều tiền đúng không ạ, có được kiếm được nhiều tiền đúng không ạ. Về góc độ đúng không ạ, về góc độ mà chúng ta mà đưa quan điểm là bây giờ nó khó hay không hay là nó dễ như nào ấy đúng không, thì quan điểm nhé, quan điểm affiliate có một số cái quan điểm affiliate này, đây là góc độ cá nhân nhé, góc độ cá nhân của tôi đúng không ạ, chứ không phải là nó là tất cả đúng không ạ. Quan điểm về affiliate nó khá là đúng không ạ, khá là trừu tượng, vì chúng ta không cầm nắm được, chúng ta chỉ đọc thông tin thôi, và anh em mình ít hình thành cái tư duy đúng không ạ, để marketing sản phẩm một cách nó trọn vẹn, mà chúng ta thường hay làm quá lên đúng
đúng không ạ, hay là xem nhẹ nó. Nên ra là cái việc mà để xác định và đánh giá đúng không ạ, em mình xác định này, anh mình đánh giá này đúng không ạ, và anh em mình thiết lập cái tư duy ấy, nó khá là rời rạc, chính vì lý do đó nó trừu tượng đúng không ạ. Rồi xíu nữa nhá, tôi sẽ phân tích thêm chỗ đó đấy. Thứ hai là nó khó đúng không ạ, khó với như bạn. Còn ông nào mà nói cóp dán mà người ta đúng không ạ, đúng không ạ, cóp dán là ra đơn đúng không ạ, tôi nói thật đang chém gió một cách kinh dị luôn á. Ai mà nghe như vậy là biểu gì cũng bị mất ngu đúng không ạ, tại vì sao, lừa phát một thôi khó với UI, tại vì chúng ta chưa có nhận thức này, chưa nhận thức về kinh doanh chúng ta còn không biết, chiến lược kinh doanh chúng ta không biết, marketing là như nào chúng ta không biết đúng không ạ, đấy kinh doanh không biết, marketing không biết đúng không, đúng không ạ, sản phẩm chúng ta cũng không biết luôn đúng không? Mà chúng ta bán được hàng, bán được mới lạ luôn nữa đúng không, chỉ là lừa nhau thôi chứ bán cái gì, tôi lừa bạn, bạn đi lừa người khác, chứ bán góc độ sao mà bán đúng không. Mà dropship bản chất, xíu nữa tôi sẽ nói về vấn đề bản chất nhá, xíu nữa nói về bản chất của dropship này, của affiliate này đúng không? Đấy rồi, khó với new buy, quan điểm đúng không? Về affiliate có những quan điểm nữa đúng không? Là đòi hỏi lượng kiến thức tổng hợp lớn, kiến thức tổng hợp lớn đây là như thế nào, bạn nghe nói là ừ, cầm làm affiliate nó đã tin là có dán là nó sẽ ra đơn, ô xin lỗi không có chuyện đó đâu, tổng hợp kiến thức tổng hợp lớn hơn là việc mình đi kinh doanh bình thường luôn. Có nghĩa là tôi giao cho bạn một cái sản phẩm ví dụ như là cái dây cáp này đi đúng không? Hay là cái tai nghe này đi, được yêu cầu bạn bán thì cái cách bán là đơn giản, còn riêng với affiliate trời ơi cực kỳ khủng khiếp, tôi sẽ nói cho bạn biết là bạn phải lớn như thế nào nhé đúng không ạ. Bây giờ khi mà anh mình làm cái khi mà anh mình làm cái affiliate này, nó đòi hỏi anh mình nhá, về mình phải biết làm content này đúng không? Biết sell top này, biết sale marketing, tôi nói những cái lớn nhá, sale marketing nhá, biết sử dụng đa kênh này, không nói đi sâu vào từng cái một đâu nhá, biết quay video này đúng không? Phải biết tư vấn này đúng không ạ, đấy biết content rồi đó nha, đấy biết tư vấn này đúng không ạ, biết làm quảng bá này, nó gần như là vân vân đúng không ạ, nó gần như là gì ạ, gần như là còn hơn một cái hoạt động kinh doanh bình thường đấy. Nên ra tôi nói là ông nào mà kinh doanh thành công ấy đúng không ạ, trong VIP member, trong các cái đội nhóm mà tôi nói ấy, đúng không ạ, tôi hướng dẫn này, tôi nói là ông nào mà marketing thành công chắc chắn ông nó làm affiliate được đúng không, tại vì nó đòi hỏi lượng kiến thức tổng hợp rất là lớn đúng không ạ, cao đúng không ạ, rất là cao, rất là nhiều đấy, chính về góc độ đó đấy đúng không ạ, chính về góc độ này đúng không ạ, thì mà mình có những cái hướng đi cho nó đúng đắn đúng không ạ, đấy đây là những cái quan điểm đúng không ạ. Còn một cái nữa đúng không ạ, cái đầu đúng không ạ, đây là kiếm rất là nhiều tiền đúng không? Quan điểm là affiliate thì kiếm tiền rất là ok, rất rất ổn đúng không ạ, nếu đúng không ạ, nếu xây dựng xong đây tôi cảm bá đây, đây những quan điểm nhá. Nên là chúng ta xác định tinh thần mà chúng ta triển khai bất cứ một cái dịch vụ nào, còn các bạn ok có thể là dễ có thể là khó, nhưng mà bản chất của affiliate đúng không, qua hai loại chất này, bản chất của affiliate, bản chất có nhiều loại bản chất nhá, về góc độ bản chất hình thức đó, hình thức đúng không ạ, hình thức có nghĩa là khi mà nói affiliate thì chắc chắn nói đến link tiếp thị rồi, nghĩa là phải mua hàng link tiếp thị, tức là sao, là bằng cái việc là mua bán hàng bằng link tiếp thị, tức là khi mà anh mình liên hệ với một cái đối tác đúng không ạ, và cái đối tác đó đúng không ạ, liên hệ với đối tác này đúng không ạ, liên hệ với đối tác này, thì cái đối tác đó cung cấp cho mình, một link đúng không ạ, tiếp thị về một sản phẩm, một sản phẩm là sẽ có một link tiếp thị nha, lưu ý nha, hoặc là cứ một cái ngách sản phẩm sẽ có một cái link tiếp thị, và ai mua qua cái link đấy thì chúng ta sẽ nhận hoa hồng đúng không ạ, và ai mua qua link thì chúng ta nhận hoa hồng. Đây đây là góc độ bản chất thứ nhất nha, lưu ý nha,
Đó, là hình thức đã nói về affiliate đấy là chắc chắn là tiếp thị rồi đúng không? Vì là cộng tác viên online mà đấy, đó là vấn đề về góc độ bản chất. Cái thứ hai là góc độ về bản chất nội dung ấy. Nội dung nhé, nội dung tức là cái việc làm affiliate này nó phải như thế nào đúng không ạ? Thì nó này affiliate này, là cung cấp việc cung cấp một nhu cầu đúng nha, cung cấp một nhu cầu ra thị trường, đây là bản chất về nội dung này. Còn ông nào nói là có dán sẽ ra tiền thì tôi nói thẳng luôn là nói xạo đúng không? Bây giờ lấy ví dụ, bây giờ tôi đăng ký affiliate cái một cái áo khoác đúng không? Ví dụ như là cái áo khoác jean đi, rất là thời trang đúng không? Ví dụ như là tôi cung cấp đúng không? Ví dụ như là tôi nói cái ví dụ này, ví dụ về cái áo khoác về vải jean đúng không ạ, trị giá là 500k đúng không ạ, và tôi ăn được hoa hồng, nếu mà giới thiệu hoa hồng đúng không ạ, nhận được là 50k đúng không ạ, 50k. Thì bản chất của việc affiliate này là việc quảng bá thì giải quyết một cái nhu cầu của khách hàng, thì đây là giải quyết thực tế này đúng không ạ. Đấy, còn nếu như ông nào nói là có dán rồi là ai mua qua link này rồi là giới thiệu người kia nhận được cái này ấy, thì tôi nói thật cần phải xem xét lại việc bắt đầu bản chất của Afi có phải là cung cấp một cái nhu cầu cho thị trường hay không, hay là đó là chỉ là bán một cái cơ hội đúng không? Bán cơ hội là tức là như thế nào đây, rồi sản phẩm của Afi này thì chỗ này sẽ phân tích rõ là cơ hội hay không này đúng không? Sản phẩm Afi nó có hai sản phẩm, sản phẩm vật chất hay là sản phẩm số. Thì phần sản phẩm vật chất đúng không ạ, có cực kỳ rất là nhiều loại trên thị trường, trên hiện tại thị trường có bao nhiêu sản phẩm vật chất thì gần như là có những cái mạng lưới tiếp thị đúng không ạ, để quảng bá toàn bộ số lượng vật chất và các sản phẩm số đúng không ạ. Còn các sản phẩm số thì nó ít hơn, thì chúng ta có thể là làm việc được như là các cái khóa học này, gọi như là cái công cụ này, cái phần mềm này, hoặc những cái như là hosting này, tên miền này đúng không ạ, những cái dịch vụ này, dịch vụ này vân vân. Thì đây nhá, đây là những cái sản phẩm số và đặc biệt bán cái cơ hội, tức là chúng ta không có sử dụng được mà nó chỉ là cái cơ hội thôi, tức là đặc biệt là cái thằng này đúng không, rất dễ bị mang ra, làm cơ hội. Đây, bản chất đúng không? Có nghĩa là bạn chẳng học được cái gì từ cái khóa học đó, thực tế là nó là cung cấp một cái nhu cầu về cái cho nhu cầu về thị trường, như đào tạo một cái về Facebook marketing đi, nhưng mà Facebook marketing đào tạo thì không biết là nó đào tạo tới đâu, nhưng mà nó tạo ra một cái cơ hội đúng không? Để gì ạ, để chúng ta kiếm tiền lẫn nhau, tôi mời bạn, bạn mời người kia mời người kia nữa đúng không? Đấy, và cái chỗ khác nó cũng như là một cái này tương tự, đó là các cái như là vấn đề về tiền ảo đúng không? Gọi tiền ảo coi kiếp thì đây nó rất dễ mang ra làm cơ hội affiliate, tại vì tính siêu lợi nhuận của nó. Tại vì sao tính siêu lợi nhuận, cái khóa học chỉ làm ra một lần bán rất nhiều lần nên ra là sẵn sàng có người affiliate nó đợi đến tận 80%, có nghĩa là bạn sẽ nhận 80% hoa hồng, siêu lợi nhuận đúng không ạ, siêu lợi nhuận. Thế thì sao ạ, thế thì đi lừa cực kỳ dễ, cộng tiền ảo cũng như vậy, chẳng biết nó là như thế nào, chúng ta đúng không gì ạ, giới thiệu nhau một phát thôi là gì ạ, nạp vào chỗ đó gói 5 triệu là bạn sẽ nhận ngay được 30%, tức là ăn được 1 triệu rưỡi người khác thì thôi rồi ơi ấy, đúng không ạ? Thì đấy là sản phẩm và nó tạo ra những cái vấn đề này, nó tạo ra thành những cái mặt trái của affiliate, lưu ý đúng không ạ? Lưu ý nhá. Đấy. Thì còn lại affiliate chân chính này, affiliate chân chính này là việc đúng không ạ? Là việc chúng ta ấy, chọn lựa này. Chọn lựa các nền tảng này. Affiliate này. Đấy. Là việc chúng ta lựa chọn nền tảng affiliate. Đúng không? Là việc chúng ta lựa chọn các nền tảng affiliate này, marketing mà nó uy tín này. Sau đó là chúng ta chọn cái sản phẩm marketing này.
thực tế này, đúng không ạ? Và có nhu cầu này, nhu cầu cao này, đúng không ạ? Mang lại lợi ích này, lợi ích cho cộng đồng, cho thị trường, đúng không ạ? Thị trường, cộng đồng. Đấy, đây là affiliate chính chính, đúng không ạ? Chính vì góc độ này nhá, chính vì góc độ này thì chúng admin mới phân tích cái chỗ này anh em mình đó, đòi hỏi cái lượng kiến thức tổng hợp này, đúng không ạ? Thì khi mà làm marketing, khi làm affiliate sau khi mà lựa chọn xong sản phẩm rồi ấy, khi mà làm affiliate, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta làm marketing thì chúng ta đầu tiên là phải một, đúng không ạ, là chúng ta phải tìm hiểu kỹ sản phẩm nó phục vụ cho ai, đúng không ạ, giải quyết vấn đề gì, vấn đề ăn mặc, ăn uống, đúng không ạ, đấy, các cái vấn đề vật chất, đúng không ạ, tiêu dùng, hay là phục vụ các cái vấn đề về khoa học kỹ thuật, đúng không ạ, công cụ, đấy, phần mềm, làm cái gì, giải pháp ra làm sao, ứng dụng của nó, tìm hiểu kỹ vào, đúng không ạ. Hai là mình phải có sự trải nghiệm, bản thân mình phải có sự trải nghiệm. Bây giờ nếu như chúng ta không trải nghiệm, chúng ta nói ai nghe, đúng không? Chúng ta nói ừ, mua cái thuốc giảm cân này đi, chúng ta mua cái son này đi, mà chúng ta không dùng, ai tin, đúng không ạ? Không ai tin được hết. Nên chính vì góc độ đấy ông bảo khó ấy. Khó là do gì ạ? Nó tư duy, đúng không ạ? Góc độ này ban đầu nói đấy, vô cùng trừu tượng. Trừu tượng là chúng ta ừ, cứ nhìn thấy nó, đúng không? Đúng không? Cứ nhìn thấy nó phát là chúng ta bắt đầu tư duy làm sao ta, kiến thức làm sao ta, bây giờ như nào ta, đúng không ạ? Rồi bắt đầu làm marketing. Marketing làm sao được? Marketing trong trí tưởng tượng làm sao marketing được, đúng không? Và tìm hiểu kỹ sản phẩm phải có sự trải nghiệm, thậm chí là phải sử dụng thử, đúng không ạ? Sử dụng thử này, mua về này, đúng không ạ? Trải nghiệm này, đấy tức là trải nghiệm, đúng không ạ? Phải thực nghiệm nó đó, sau đó mới là rút ra vấn đề này nó thật sự tốt hay không. Đó là lý do tại sao kiên review á. Bạn biết kênh review không? Và anh đấy tạo ra được một cái kênh TikTok hơn 3 triệu người follow, cực kỳ khủng khiếp, 4-5 triệu người follow rồi. Vì gì? Vì người ta trải nghiệm thực tế này. Và đó là bản chất gọi là cụ tổ ông nội của affiliate marketing. Đấy là bản chất nhá. Đó, nên ra là rút ra vấn đề và việc đưa ra giải pháp. Và chúng ta bắt đầu, đúng không ạ? Từ bây giờ đấy là khi mà làm API, đây là cái giai đoạn một đầu tiên nhá. Giai đoạn một đầu tiên về vấn đề về nghiên cứu sản phẩm. Ok. Ông nào mà không làm được cái khâu này thì thôi coi như là vứt đi. Tại vì sao? Tại vì ông marketing cỡ nào lên chăng nữa ông cũng thiếu tự tin, đúng không ạ? Vì sao? Vì không hiểu ấy. Thì sẽ thiếu tự tin thôi, thiếu tự tin. Mà đã thiếu tự tin thì chắc chắn rằng đấy, chắc chắn không thành công được. Đúng không? Thành công kiểu gì? Bây giờ tôi nói đúng không? Bản thân anh em mình thành công hay thất bại trong cuộc đời này nó cũng hai từ thôi, tự tin, đúng không? Và Phạm Thành Long nói rằng đây là năm mà tôi 20-22 tuổi, đúng không ạ? Năm mà tôi trẻ đấy, tôi sẵn sàng bỏ tiền vài trăm triệu ra để mua ô tô, đúng không? Nhưng mà nếu mà bây giờ là tôi thì chắc chắn rằng tôi sẽ cầm tiền ấy đi, đúng không ạ? Đi đầu tư, tại vì bản thân tôi ngại với bạn bè. Tôi hoàn toàn bỏ được một số lượng rất là nhiều tiền để mời bạn bè đi ăn, đúng không? Rồi là mà mua một cái đồ trang sức, mua một cái điện thoại rất là đắt giá, đúng không? Đấy, thì vì các bạn mình thiếu tự tin thôi, đúng không? Còn lại góc độ tự tin là chắc chắn thành công. Kể cả anh đi tán gái cũng như vậy thôi, kể cả anh đi gì ạ, đi cưa gái, đúng không? Anh tự tin vào bản thân anh, tự tin nhưng mà không được lố nhá. Tự tin ở đây là mình tự tin là mình không có gì ạ, không phải là mình nghèo về vật chất nhưng mà mình phải có ý chí này, không phải là vì mình quá xấu này, không phải là vì mình quá làm những cái nó không tốt, thì ngay đó là chúng ta có tự tin là chúng ta sẽ thành công. Điều đấy điều đương nhiên. Thì khi mà làm affiliate thì chúng ta phải nghiên cứu, đúng không ạ, sản phẩm, đúng không ạ, một cách rất là kỹ lưỡng, đúng không? Và chúng ta phải dùng thử, phải trải nghiệm, phải rút ra vấn đề và đưa ra cái giải pháp đến cho thị trường, đúng không ạ, cho thị trường này. Cho thị trường. Đấy ạ. Đưa cái giải pháp ra cho thị trường thì sau này, đúng không ạ, chúng ta mới bắt đầu vào làm marketing, marketing sản phẩm. Ngay khi mà làm marketing sản phẩm thì ngay chỗ trên này tôi đã nói rồi, đúng không? Để đòi hỏi cái lượng kiến thức tổng hợp vô cùng lớn, đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta mới là làm content này, đúng không ạ? Đi làm content. Bây giờ content là gì? Là hình ảnh này,
đúng không ạ, làm video này, đúng không ạ, làm bài viết này, đúng không ạ, đấy, nó thể hiện nó qua bằng rất là nhiều thức để gì ạ, mình review nó, mình chia sẻ nó như là kênh review, đúng không ạ, nói về làm quay video, đúng không ạ. Chúng ta không quay video thì chúng ta phải làm thế nào đấy để thể hiện được cho người ta thấy là làm nó tốt này, đúng không ạ, đánh giá tốt về sản phẩm này, feedback seeding về sản phẩm này, đúng không ạ. Đấy, chúng sau đó chúng ta làm kênh này, có content thì chắc chắn phải tạo kênh để hút lên rồi, tạo kênh này, và kênh nào, kênh nào bây giờ đó là Facebook này, đúng không ạ. Facebook, ở trong Facebook này sẽ gồm fanpage này, như đăng lên trên group này, đăng lên trên Instagram này, đăng lên trên Marketplace này, đúng không? Đấy, đăng lên Facebook cá nhân này. Đấy, về cái quy trình marketing thì y nhau luôn, đúng không? Thì chắc chắn là làm web, làm affiliate, bạn chắc chắn bạn phải có website, blog rồi. Tại vì đây là cái uy tín hàng đầu, nên ông nào mà không có hai cái này tôi nói thật khó vô cùng. Không thành công đấy, ông bảo thành công nếu mà không có này thì không làm được hay sao, đúng không, có này vẫn làm được nhưng mà ông phải thượng thừa rồi, đúng là góc độ ông phải thượng thừa thật sự luôn, mà đã ông là thượng thừa thì ông kiểu gì cũng có cái này, đúng không, đấy, kiểu gì ông phải có website, phải có blog, đúng không, đây gõ lên trên Google và ông quyết đào, đúng không, đúng không? Ra ngay, đúng không, top 1, đúng không, Facebook, đúng không, đi tán gái thôi, nói ở anh lên, em lên em gõ quyết đào trên Google ra blog của anh, em đọc cái bài thứ ba đúng không, bài đó anh viết tặng em đúng không, ngày đó mà gái chết ngắt, đó là lý do tại sao, đúng không. Ông muốn làm dropship với Forex Center, ông lên trên đây, đúng không, ông vào trong menu ông chọn cái phần dropship, ngày đó tôi bày rất là chi tiết, đúng không, nên ông nào làm, đúng không, thì chúng ta, đúng không, nghĩa như vậy. Hay là ông làm website đi, ông vào trong cái phần website tôi chỉ rõ rất là kỹ lưỡng cái phần làm web ở trong này, đó là vấn ví dụ như vậy. Hay là bán email đi, bây giờ ông cần email marketing, ông vào trong phần email marketing tôi bày ông cái cách làm marketing với email là như thế nào, đúng không, à ông làm trên marketplace à, ông vào trong đó đúng không, vào phần digital đúng không, chọn Facebook marketing, ở trong Facebook marketing có cái bài hướng dẫn đăng lên trên marketplace, ông học theo và ông làm theo cho tôi, đúng không, rồi là ông ra kết quả thì ông quay lại cảm ơn tôi thì ngay đây đấy, đúng không, website blog nó nằm ở chỗ đấy đấy, đúng không ạ, uy tín đúng không ạ, uy tín vô cùng đúng không ạ. Đấy, tức là ông làm là ông phải có kênh YouTube rồi, ông phải biết quay video để ông up lên YouTube để kéo traffic, tại vì tất cả những cái này nó free mà, nó miễn phí mà. Đúng không ạ, có website blog này thì ông chỉ cần mua hosting thôi, có hosting này, mua tên miền này, đúng không ạ, là ông có thể làm được rồi, đúng không, ông tự học tôi bày cho ông, đúng không, ông tôi bày miễn phí cho ông để tạo ra được một cái web như là của tôi, đúng không, như cái blog này ông hoàn toàn này học được, đúng không ạ, thậm chí là cái to hơn như cái chợ mua bán online để ông có thể làm được, đúng không ạ, làm được cái sao làm được, đúng không, làm được hết, đúng không, ông không cần bỏ 50 triệu ra mua blog, ông chỉ cần mất 50 đô thôi, đúng không, thậm chí sau đó là ông có thể là affiliate hosting tên miền giống như tôi, đúng không ạ, kiếm vài ngàn đô nữa đấy, đúng không, ông tạo ra các cái kênh khác nữa như là gì ạ, như là ông tạo ra TikTok này đúng không ạ, rất là ngon này đúng không ạ, như là các cái kênh mạng xã hội khác như Twitter này vân vân đúng không ạ, thì có rất là nhiều kênh để ông mà marketing sản phẩm đúng không ạ, và chung quy lại là ông quảng bá đa kênh đúng không ạ, để tạo ra phễu marketing ông phải lựa chọn, ông phải trang bị cho mình phễu marketing đúng không ạ, phễu marketing đúng không, marketing là việc sử dụng đa kênh này, việc sử dụng này đúng không ạ, bật mí cái này kênh để tạo nguồn cho đấy. Nếu như mà ông làm phễu tốt đúng không thì chắc chắn ông cũng không cần phải chạy quảng cáo luôn, không cần phải chạy quảng cáo luôn đúng không ạ, đúng không ạ? Tạo ra vô số traffic cho dự án đúng không ạ? Nếu như cái blog của tôi đúng không ạ, đây cho mình xem một số cái đây, vậy như cái blog của tôi đúng không ạ, nó kéo hàng chục ngàn traffic về đúng không ạ, đây đây kéo vô đây, viết cái blog của tôi là tôi mới làm lại nha, cái blog này mà ngày xưa thì nó khủng khiếp phết đấy đúng không ạ, nhưng mà tôi mới làm lại thôi, mới làm lại khoảng tầm 2 3 tháng này đúng không ạ, thì xem là cái tính cách tính lại của nó nhé. Đây tôi có cài một cái plugin về cái số lượng đếm traffic đúng không ạ,
vài tháng gần đây đúng không ạ, hơn 15.000 người tham gia cấp đốc của tôi đúng không ạ, tạo ra 35.351 lượt traffic và rất là đều đúng không ạ, ngày nào cũng có người vào, cao điểm là một ngày có hơn 200 người đúng không ạ, và bèo bèo ngày nào cũng năm bảy chục người, năm bảy chục người, ok không ạ, ngày nào cũng vậy. Đây quick start nhé, ông nào mà muốn tải về thì gõ quick start trên login đấy, nó sẽ đến cho anh cái lượt traffic vào cái web của ông nghe không? Đấy. Bài viết, bài viết thì bài viết được xem view khá là đều đúng không ạ? Có những ngày lên 400 view đúng không ạ? Đấy. Bot view nữa đúng không ạ? Kéo này lên trên này. Đúng không ạ? Đây. Đấy, chúng ta hãy xem cái chỉ số đúng không ạ? Bot view các cái blog view khá là ok đúng không ạ? Đây xem tháng trước này, đúng không ạ? Đây, mới làm lại từ tháng trước đây nhiều đúng không ạ? Vì sao? Vì từ cái thời gian ngày 23 tháng trước đúng không ạ? Đổ về trước đâu có đúng không ạ? Không có cái thống kê. Đúng không? Còn ok nữa là tôi phải vài trăm ngàn rồi, vài trăm ngàn lượt traffic rồi đúng không ạ, cả trăm ngàn người kiếm blog của tôi rồi đúng không ạ, tại vì blog này nó coi mà đúng không ạ, nó có thứ hạng ở trên Alexa đấy đúng không ạ, Alexa đấy đúng không ạ, đấy và phải hiểu về SEO đúng không ạ, phải ứng dụng được email marketing đúng không ạ, email marketing ở đây có thể là Gmail đúng không ạ, có thể email của Gmail của cái gì ạ, của Google đấy, đấy là Gmail, là Outlook mail các kiểu, đấy là gọi là email đúng không ạ. Hai nữa là cái tư duy email này có thể bạn có thể ứng dụng vào trong Messenger này, ứng dụng vào trong Zalo này, những cái mà liên quan đến nền tảng nhắn tin nhé, thì chúng ta cũng gọi tương tự email marketing, quan điểm tôi là như thế đúng không ạ, còn tùy tùy góc độ tùy thầy đúng không? Quan điểm thôi vậy, thì khi mà ứng dụng toàn bộ những này đúng không? Cộng với lượng content hợp lý là chúng ta sẽ tạo ra một cái mô hình đúng không? Còn lại nền tảng đúng không? Chọn lựa cái nền tảng nào để làm affiliate. Thì bây giờ là tôi sẽ hướng dẫn mình là một là ở Việt Nam thì chắc chắn là chúng ta phải kể đến AccessTrade rồi. Đúng không? Có vô cùng nhiều cái job để chúng ta có thể lựa chọn đây. AccessTrade đúng không ạ? Đây đúng không ạ? Khi mà đăng ký đúng không ạ, chúng ta đăng ký đúng không ạ, rồi lên trên đúng không ạ, lên trên quyết đào.com đúng không ạ, bạn gõ quyết đào.com nhé, sau đó là bạn gõ vào access trade sẽ có một bạn hướng dẫn đăng ký chi tiết luôn đúng không ạ, cho anh mình xem đúng không, đấy nhớ nhá, ở trong này đúng không ạ, gõ access trade ở trên này, access trade ở trên blog của tôi ạ, bạn nó sẽ có cái bài hướng dẫn đúng không ạ. Đây. Đây. Đây bài là các bước đăng ký này, đúng không ạ? Chọn cái bài này, đọc hết cái bài này lên là làm được, đúng không ạ? Sau khi mà làm xong đó thì vào trong cái phần access trade này, đúng không ạ? Nó sẽ có các cái chiến dịch, đúng không ạ? Có các chiến dịch mà chúng ta đăng ký, đúng không ạ? Đây có rất là nhiều là chiến dịch viễn thông, du lịch, điện tử, tài chính này, có các cái ngon như là tài chính này, như là thương mại điện tử này, đúng không ạ? Nên ra tôi nói là có thể bán bất cứ thứ gì là sản phẩm vật chất, thì bạn tạo link Shopee môn Shopee, tôi xin lỗi đúng không ạ, tạo đúng không ạ, chọn cái offer đăng ký offer Shopee, trên Shopee có sản phẩm nào là bạn affiliate được sản phẩm đấy, nó chỉ được 6-7% thôi, thậm chí là 3-4% thôi nha, tức nhưng mà gì, tức là Shopee có sản phẩm gì bạn sẽ được affiliate cái sản phẩm đó, gần như là tất tần tật chưa đúng không, còn lại là nó sẽ theo những cái cam đúng không ạ, nó sẽ theo những cái chiến dịch như là du lịch này, gọi giải trí này, gọi dịch vụ tài chính thì có rất là nhiều đúng không ạ? Đấy, MB Bank F88 đúng không ạ? Bảo hiểm các kiểu đúng không ạ? Các kiểu là điều giáo dục thì các cái khóa học như là Unica, Udemy đúng không ạ? Đấy. Topi đúng không ạ? Học mãi đúng không ạ? Giống như là Mankay Junior này đúng không? Elsa các kiểu đúng không ạ? Đấy. Đấy. Có các cái như là bất động sản này, di động này, làm đẹp này, ví dụ như làm đẹp thì có các cái spa mỹ phẩm đúng không? Ở Hà Nội đúng 8% 10% này, đây là có thể hoa hồng này, ví dụ như là giới thiệu một người vào đây thì được tiền tươi luôn là 175 ngàn này, hoặc là 14% này đúng không, hoặc là 17% này đúng không, đây là làm đẹp hoặc là bất động sản, đúng không? Bất động sản thì mới có một job thôi là công nghệ đúng không ạ, mua nhà này đấy đúng không ạ, đây giải trí đúng không, giải trí thì là nhạc của tôi, ai mà mua đăng ký vào cái gói Gold, gói VIP gì đấy đúng không ạ, thì sẽ được nhận hoa hồng đấy, rồi là nó lại còn có cả game đúng không ạ, tại cái game đúng không ạ, ngày trước thì nó có rất là nhiều game đây, các cái game thì được bỏ rồi
tùy đúng không ạ, tùy thời điểm, ok đúng không ạ. Đấy, còn các cái du lịch đấy, có như là vé xe rẻ đăng ký một cái là chúng ta nhận được 2,25 này đúng không, Bamboo Airways nhận được 0,8% hoa hồng này, cũng vậy như là người bán vé bay luôn, tạo ra một cái block đúng không. Còn cái khi mà tạo ra một cái dự án đấy thì chúng ta hoàn toàn để tạo ra một cái blog liên quan đến chia sẻ những cái vấn đề về du lịch như travel blogger gì đó đúng không, sau đó mình drop lên đó những cái khi một cái ngách hàng này á, đó là cái tư duy để tạo ra blog đúng không ạ, liên quan đến giáo dục đúng không ạ, đăng tất cả những thứ liên quan đến giáo dục lên, các cái khóa học lên đúng không ạ, các cái thông tin về giáo dục lên đúng không ạ, các vấn đề về đào tạo lên trên đấy, rồi ai đó người ta tin tưởng, người ta học, người ta mua qua thì bạn sẽ có hoa hồng. Đó mới là tư duy chuẩn đúng không ạ, đó mới là affiliate chân chính. Còn đứa ở góc độ là ông mua đi đúng không ạ, rồi là bảo người khác mua đi thì đó xem xét lại nha, còn ông mà muốn làm cái này đúng không ạ, ví dụ như là có 22 chiến dịch này đúng không ạ, thì mình tạo ra một cái blog liên quan đến như này đúng không ạ, hoặc liên quan đến thời trang hay liên quan đến giải trí đấy, sau đó là affiliate đúng không ạ. Ngoài cái này ra thì nó có một cái D2C nữa đúng không ạ, có cái access trade D2C nữa, D2C của Access Joy. Thì cái này là nói về cái này là sao? DIC của Access Joy này á, nó nói về cái dự án sản phẩm mà có hoa hồng trên 30%. Tất cả cái này đều có cái hoa hồng cực kỳ lớn đúng không ạ? Trên 10 đô hết. Đây. Ok friend. Để em có thể nhìn nhá, cái này nhá. 13%, 21% này, 24,5% này, hoa hồng đó, đúng không ạ? Đấy, mỹ phẩm này, 25% này, 30% này, 22% này, đúng không ạ? Rất là nhiều dự án, chủ yếu đây là các cái làm đẹp, đúng không ạ? Các cái mỹ phẩm, đúng không ạ? Còn gọi là D2C, gọi là Work, Workspace Accessory, đúng không ạ? Và tỷ lệ hoa hồng rất là cao, đúng không ạ? 30%, rất là lớn nhá, 24. Thì chúng ta có thể lựa chọn Accessory. Ngoài Accessory ở Việt Nam thì có Adflex, thì về vấn đề về tâm linh đúng không ạ, Adflex đây đúng không ạ, đây đúng không ạ, đăng ký đăng nhập thôi, ở trên đây cũng vậy đúng không ạ, ở trên quyết đào.com đúng không ạ, gõ Adflex đúng không ạ, hướng dẫn đăng ký nhá, tại vì cái này nó cần yêu cầu có người giới thiệu và xác minh đúng không ạ, không là các bạn không làm việc đâu đúng không, bạn phải chat chat với shopbot đúng không ạ. Đây, hướng dẫn chi tiết này đúng không ạ, Adflex đúng không ạ, nếu mà không 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 có đăng ký được thì inbox cho tôi đúng không ạ? Thì có thể làm thêm thôi đúng không ạ, làm giới thiệu cơ bản thôi đúng không ạ. Thì đây trên này thì nó có khá là nhiều các cái chiến dịch offer này, tất cả các offer này thì ở trên này cũng giống như cái thằng thằng Workspace đúng không ạ, ngày xưa là gọi là D2C đúng không ạ, là cái hoa hồng rất là cao nhá, thì đây nó khá là cao đấy, rất là cao, nó chia ra rất là nhiều loại và nó chia ra rất là nhiều nơi đúng không ạ, để làm thực phẩm chức năng này đúng không ạ, phụ kiện đúng không ạ, phụ kiện nó sẽ gồm những cái vòng tay giống như là cái vòng phong thủy vân vân nhiều lắm đúng không ạ, và anh mình có thể thấy đúng không ạ, đây Flex hoặc là Mad Offer thì tôi chưa làm đúng không ạ, nhưng mà đây thì nó cũng tương tự như Accenture, thì là một số những cái nền tảng ở Việt Nam có nhiều nữa nhé, có những cái rời rạc nữa thì cũng có đúng không ạ, có cái sản phẩm số ok thì ở Foreign Center cũng có, bạn cũng có bán hàng chấm Foreign Center, bán hàng chấm Foreign Center.com, thì ở đây thì Foreign có một cái nền tảng affiliate, khi mà bạn đăng ký được duyệt đúng không ạ, inbox cho admin để được mở tài khoản thì bạn có thể quyền affiliate các cái đào khóa đào tạo ở trên này, nó rất là thực chất. Thứ hai là các cái phần mềm đúng không ạ, Auto Marketplace, Auto Group đúng không ạ, Auto Scan đúng không ạ, vân vân đấy, các cái nick Facebook ở đây mình có thể affiliate được nhá, và hoa hồng khá là cao, 30% đúng không ạ, 30-40% đúng không ạ, thậm chí là 50% tùy đúng không ạ, tùy một cái đấy. Thì cái mã offer như vậy thì ở nước ngoài thì có cái CZ đúng không ạ, CZ đây, CZ đúng không ạ, đấy mình có thể lựa chọn cái CZ này, trong này nó có rất là nhiều cái offer tương tự như vậy đúng không ạ, đúng không ạ, đây trong này có rất là nhiều offer giống như ở Việt Nam thôi đúng không ạ, nước nước ngoài giống như nước mình thôi, còn cách ở marketing ở nước ngoài nó có thậm chí nó còn dễ hơn nữa,
đúng không ạ? Nếu như anh mình có cái hướng đi hợp lý, nhiều khi nó còn dễ hơn, đúng không ạ? Nhiều khi nó còn dễ hơn, đúng không ạ? Ok. Tôi mới vừa được, đúng không ạ? Duyệt, đúng không ạ? Vừa được duyệt một cái, vừa được duyệt hoa hồng, đúng không ạ? Đây, tuyệt vời. Đây. Còn đây là CG nhá. Đây. Đúng không ạ? Đây, mình nhận được thêm 28 đô này, đúng không ạ? Hình như là this yesterday. This one. Đây. Cái tháng này đúng không ạ? Như cái tháng này mình được nhận 6 đô từ hoa hồng này. Đúng không ạ? Đây. Bạn nhìn thấy không? 6 đô này, góc góc này, đúng không ạ? Mình xem kỹ này, zoom zoom lên, đúng không ạ? Đây, 6 đô này. Nhận thêm 6 đô trong tháng này, đúng không? Đây, cái nền tảng CG đấy, đúng không ạ? Tự nhiên tháng này deep money này, đúng không ạ? Đấy. Khá là hay, đúng không ạ? Kiểu thế, đúng không ạ? Và khi mà được 100 đô thì mình được rút nhá. Cứ làm thôi, đúng không ạ? Và CG thì nó cũng như thế thôi, đúng không ạ? Bấm vào cái phần Adversity, đúng không ạ? Cái phần chiến dịch này, đúng không ạ? Trong cái phần chiến dịch này thì nó có các cái offer đó lắm rồi, đúng không ạ? Cũng không vào cái CG này, đúng không ạ? Đấy, vì tháng vừa rồi được 8 6 đô, đúng không ạ? 6 đô là bao nhiêu? 62 120.000, đúng không ạ? 6 đô thì nó khá là nhiều tiền, không ạ? Cũng khá khá, đúng không ạ? Đấy, có một đấy thì trên này nó sẽ xuất hiện khá là nhiều cái offer, đúng không ạ? Khá là nhiều cái offer. Và đây là chúng ta có thể lựa chọn các cái offer, đúng không ạ? Ví dụ như một sale là 30% là được 110 đô, gọi đây là domain.com này, hoặc name chip này 20 đô này, ví dụ như thế, gọi với các cái sản phẩm số. Ví dụ như là pending đang phê duyệt, hoặc là chúng ta có thể tìm từ khóa ở đây. Và chúng ta lựa chọn rất là nhiều cái offer trong này. Tiếp theo một cái là như là Clickbank này, đúng không ạ? Clickbank này, đúng không ạ? Thì làm Clickbank, đúng không ạ? Cũng khá là hay, đúng không ạ? Thì ở trong này các cái sản phẩm như là sản phẩm số, đúng không ạ? Mình lựa chọn, mình đăng ký, đúng không ạ? À, rồi là sau đó mình tham gia, đúng không ạ? Như là các cái sản phẩm như là thực phẩm chức năng này, khá là ok này, đúng không ạ? Đây, cái tài khoản này thì nó phân quyền khá là hay nhé. Nếu mà tiền thì hoa hồng nó về đây, đúng không ạ? Đấy, khá là dễ thôi, nó vào trong, đúng không ạ? Đây, khi vào trong này thì nó có cái lựa chọn, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể lựa chọn các cái vấn đề như là nghệ thuật, văn hóa, cái này thì vì nước ngoài, đúng không ạ? Đào tạo các cái khóa học, đúng không? Hay các cái công cụ sản phẩm. Đấy, ví dụ như là cái sản phẩm này một sale của nó là 3203 đô, tức là có một người mua một phát thôi là chúng ta nhận được 4 triệu. Khủng khiếp không? Nên là có những anh ở làm affiliate với Clickbank kiếm được vài trăm ngàn đô là chuyện bình thường thôi, nó chẳng gì khó. Đấy, bình thường thì người Việt Nam mình thì hay chọn cái healthy and fitness, có nghĩa là các cái thực phẩm chức năng, những cái thực phẩm giảm giảm cân, đúng không ạ? Nhưng mà nó cực kỳ khủng khiếp luôn các bạn. Đây, bây giờ cái dự án này thì nó nhận được 129 đô, đúng không ạ? Hoặc là dự án bèo bèo nó được 45 đô, đúng không? Cực kỳ nhiều sản phẩm ở chỗ này, đúng không ạ? 47 đô, 100 đô. Những cái liên quan đến vấn đề về sức khỏe, đúng không ạ? Các cái sản phẩm thì khác. Ở trên Clickbank đấy, nó triển khai nhá, rất là hay. Những cái sản phẩm trên này có thể là mình làm ra sản phẩm mình bán cũng được, đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta những cái mà được kiểm duyệt là Clickbank đội ngũ nó kiểm duyệt cũng khá là gắt, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể làm, đúng không ạ? Để mình cũng làm mày mò làm này cũng được một ít, đúng không? Đấy, cố làm, đúng không ạ? Làm đi là được. Đấy, thế là cái dự án mà vừa xong nó được approve ấy, đúng không ạ? Gmail ấy, còn với chất Gmail, đúng không ạ? Nó vừa mới duyệt đó ạ. Hôm nay, đúng không ạ? Bây giờ là 23 giờ, đúng không ạ? Vừa xong Hot Amada, đúng không ạ? Đây là cái dự án mà mình các bạn hay thấy ấy, đúng không ạ? World Trend, đúng không ạ? Vừa mới, đúng không ạ? Thay đổi, đúng không ạ? Đã được duyệt, approve, đúng không ạ? Có nghĩa là được duyệt được một đơn số 2921, đúng không ạ? Vừa mới được duyệt. Chúng ta vô kiểm tra nhé.
là mình kiếm được 50 đô đấy, một sale là 50 đô, đúng không ạ? Và cái này đăng ký thì các bạn cũng cần phải có blog, đúng không ạ? Thì đây 41 ngày là nó sẽ đối soát cho mình. Đây, kia cái tháng này mình kiếm được 400 đô này, đúng không ạ? 400 đô. Và lại vào phần report, đúng không ạ? Vào phần payout to me thì chỗ này, đúng không ạ? Nó sẽ duyệt cho mình, đúng không ạ? Như vừa xong này, đúng không ạ? Là cái đơn hàng của mình đã thành công ấy. Nó sẽ duyệt cho mình 50 đô đó, approve mà nó chấp nhận, đúng không ạ? Thì một xíu nữa nó sẽ chuyển, đúng không ạ? Chuyển về cái phần have này, you have, đúng không ạ? Approve này, 50 đô chỗ này. Đấy, nha. Thì bây giờ mình sẽ vào phần commission xem. Đây. Đây này, các bạn thấy không ạ? Đấy. Cái đơn mà mình đây, cái đơn mà mình đúng không ạ? Khi mà từ đơn thứ 10 trở lên đấy thì mình sẽ nhận 100 đơn, 100 đô một sale, có nghĩa là một sale là mình sẽ nhận được 2 triệu. Và làm sao để có sale này? Thì đây, rồi, ví dụ như ở Việt Nam cho nó dễ nhá. Thì hướng dẫn người khác làm web chẳng hạn, người ta mua qua link affiliate của mình, đúng không ạ? Thì mình sẽ nhận hoa hồng. Thì vừa sau này mình nói rằng là bạn phải làm được, bạn mới giới thiệu được người khác được, kể cả cái Clickbank này, đúng không ạ? Lựa chọn cái offer nào đi chăng nữa đấy, thì trên này nó có cái hướng dẫn, đúng không ạ? Thì bằng tiếng Anh, rồi sau đó mình cũng cầm cái này lên mà mình có các cái công cụ, đúng không ạ? Như là email marketing này, thu thập email, đúng không ạ? Tự động, đúng không ạ? Rồi là spam group này để mình giới thiệu những sản phẩm này, ai mà mua qua cái link của mình phát là mình sẽ được nhận hoa hồng, ok? Và đấy là nó là cái, nói chung là dễ là như thế. Còn lại đi sâu vào nữa thì một là mình phải làm được, hai nữa là mình phải có những cái kết quả cơ bản ở Việt Nam, đúng không ạ? Sau đó mình nhảy nhảy qua quốc tế, đúng không ạ? Mình nhảy ra các cái content, đúng không ạ? Mình giải, đúng không ạ? Đây, ví dụ như đây 400 đô này, 550 đô này, đúng không ạ? Và nó được duyệt một cái là mình sẽ được cũng hơn 10 triệu rồi, đúng không ạ? Và như là payout to me thì anh mình có thể nhìn thấy. Và đây, mình có thể nhìn thấy này. 3 lần, đúng không ạ? Một lần đầu là 2.675 đô này. Lần thứ hai là 750 đô này. Lần thứ ba là 1.100 đô này, đúng không ạ? Tổng là 4.500 đô, đúng không ạ? Nhận được cái này, đúng không ạ? Hay là còn một cái nữa cũng liên quan đến như vậy là Meet Affiliate, đúng không ạ? Cái nền tảng này của Starbucks, đúng không ạ? Và hàng Meet Meet Affiliate, đúng không ạ? Missing Hot rất là ok, tốc độ mạng cũng khá là ổn nhá. Cái này là các sản phẩm số nha, các sản phẩm có số, có tức là ở trên Clickbank hoặc là CG cũng có, đúng không ạ? Ví dụ như CG nó có thằng này này, CG giống như là nó có thằng domain này, có thằng name chip này để chúng ta hoàn toàn lựa chọn. Và trên này không phải ai nó cũng duyệt mình nha, mình phải viết email đề xuất, đúng không ạ? Nó mới duyệt, đúng không ạ? Nó duyệt rồi thì mình làm affiliate thì nó tính toán cực kỳ chuẩn xác nhé, chứ không bị scam. Còn không là bị scam tức là bị lừa, đúng không ạ? Đây, ví dụ như là vào trong cái phần này của cái bảng này, đúng không ạ? Của cái thằng Meet Affiliate này thì tôi cũng kiếm được khá là nhiều. Thằng này nó tính bằng bảng Anh nhé, tính tiền bằng bảng Anh, đúng không ạ? Còn đâu cái thằng CG này tính bằng đô, 28 đô này. Thì 100 đô thì mình có thể rút, đúng không ạ? Rút về một số cái kỹ thuật mà em mình cần phải trang bị khi mà làm quốc tế là PayPal, mình phải có thẻ Visa, mình làm PayPal, đúng không ạ? Mình làm thẻ thẻ thanh toán quốc tế, đúng không ạ? Payoneer, đúng không ạ? Các kiểu kiểu thế. Đây, viện tham gia cái này. Không biết là cái này đủ chưa? Nếu mà cái này đủ 100 đô nó tự động gửi về PayPal cho admin luôn. Tại vì cái sử dụng cái thằng này cũng khá là hay, cực kỳ nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà cái bản phần này là phần bí mật, có khả năng là sẽ tự gửi rồi đấy. Đây, báo cáo. À, có một sale, một sale đây, đúng không ạ? Đây. Đấy, năm trước, tại vì cái này năm trước nữa thì làm thì nó khủng khiếp, đúng không ạ? Báo cáo. Đây này. Đây, bây giờ 175 bảng Anh, đúng không ạ?
khá là nhiều, đợt đấy làm này cũng khá là ok đúng không ạ? Đây 150 bảng Anh, 171 bảng Anh này, cộng với 20 là gần 200 bảng Anh đấy. Không biết là cái tiền mình nó về đâu rồi ta, vác qua cái này nó còn thiếu nợ mình mà, chắc là 1 năm rồi nó cắt của mình luôn quá. Thế là nó bên này nó đang nợ về admin viện nha, nó 50 đô nó mới rút được về đúng không ạ? Hóa đơn payment khi mà nó đủ đủ tiền là nó sẽ cho mình rút nha. Đây hôm trước là nó cũng vẫn là nợ mình đúng không ạ? Còn 50 đô nữa, 100 đô được rút, công cụ khá là dễ thôi, nhìn cái bảng này cũng khá là dễ này. Pro chi tiết hóa hơn nữa. Đây, đúng không? Đây PayPal đúng không ạ? Mình sẽ đăng ký đúng không ạ? Mình thay đổi các thứ ở trong này. Đây, ví dụ vậy. Đây, cái này cũng khá là ok đúng không ạ? Đã kiếm khoảng 200 bảng Anh đối với cái đó, đối với cái công cụ này. Đúng không ạ? Đấy, CG rồi là nhiều đúng không ạ? Nhiều nền tảng. Hot, Hot Lazada, hai cái này nó giống nhau tương tự đúng không ạ? Thì đấy là những cái mình làm đúng không ạ? Thì asset trade thì có nhiều đúng không ạ, offer nhiều lắm đúng không ạ? Đây các bạn chọn, quan trọng là cái kịch bản đúng không ạ? Ok, và đây là cái phần giới thiệu cơ bản đúng không ạ? Cái buổi chia sẻ thì khi mà mình lựa chọn được một ngách thì chúng ta phải làm ra một cái blog đúng không ạ? Một cái blog đó để tăng cái uy tín cá nhân của mình lên, và có nhiều người đúng không ạ? Người ta tương tác, người ta traffic đúng không ạ? Và mình phải làm quảng bá. À, làm phễu marketing rất là nhiều để gì ạ? Để thu hút được một cái lượng khách hàng người ta tiếp cận đúng không ạ? Và tiền nó về đúng không ạ? Và đó là công việc của người làm affiliate đúng không ạ? Của publisher đúng không ạ? Đấy, của những cái bạn mà làm chuyên nghiệp về affiliate marketing đấy. Thì chọn được sản phẩm, sau đó mình xây dựng kênh, xây dựng hệ thống kênh, xây dựng hệ thống content mình quảng bá. Đây là cái quy trình, cái lộ trình. Thì còn lại nếu như mà anh mình trong đây anh em nào có visa rồi ạ, anh em nào chưa làm đúng không ạ, chưa làm blog đấy thứ nhất đúng không ạ, nhưng mà có visa chưa làm blog đúng không ạ, và có 50 đô đúng không ạ, khoảng tầm 60 đô đi, tầm 60 đô đúng không ạ, tức là khoảng tầm 1 triệu 2 đến 1 triệu 3 đúng không ạ, để làm một cái blog đúng không ạ. Anh em nào muốn làm blog phải nói tôi ạ, thì ngay buổi Zoom, sau buổi Zoom này tôi sẽ hướng dẫn em mình làm một cái blog để quảng bá những cái sản phẩm cơ bản ở Việt Nam trước này đúng không ạ, những cái sản phẩm liên quan đến hosting, liên quan đến tên miền, như các cái khóa đào tạo, như các cái công cụ đúng không, và ai đó người ta đọc cái blog của mình và người ta thấy thì người ta sẽ liên hệ và mua. Và đây là tôi đang nói giới thiệu cái dự án ở ở ngoài Forex nhá, còn thực hiện trong Forex thì có rất là nhiều anh em mình đã có doanh thu từ 5 đến 10 triệu, thậm chí là trên 20 triệu từ affiliate rất là dễ đúng không ạ? Em muốn học cái website không ạ? Nếu như mà sau cái buổi hướng dẫn này đúng không ạ, em muốn học cái website miễn phí đúng không ạ, em có thẻ Visa đúng không ạ, hãy liên hệ cho em mà chắc chắn là phải có đúng không ạ. Thì đó là một cái kênh quảng bá hàng đầu đúng không ạ? Rất là đơn giản và dễ dễ dàng. Ok. Ok, và anh mình có câu hỏi nào không ạ? Đúng không ạ? Anh mình còn câu hỏi nào không ạ? Và nếu như không có câu hỏi nào không ạ? Chẳng hạn chúng ta sẽ kết thúc buổi chia sẻ tại đây đúng không ạ? Về affiliate marketing và mọi người cảm nhận như thế nào ạ? Có ok không ạ? Và khá là đầy đủ nhá. Như là một cái khóa học đúng không ạ? Về cái affiliate này. Thì anh mình có rất là nhiều cái offer đúng không ạ? Tức là khi mà làm được một cái kênh đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đưa rất là nhiều cái offer, tức là rất là nhiều cái dự án lên trên cùng với kênh đó, cùng quảng bá và tiền nó cùng về đúng không? Biết sao làm rất là nhiều dự án, rất là nhiều dự án đúng không? Rất là nhiều content, đấy là công việc của mình, sau đó tiền sẽ đổ về tài khoản đúng không? Tất nhiên rồi đúng không? Và nó là cái quy trình đúng không? Nó gắn với việc của chúng ta làm một cái dự án thực tế đúng không? Khi mà chúng ta làm dự án thực tế, chúng ta làm xong thì chúng ta có kết quả
kết quả đấy thì chúng ta lấy để chúng ta làm content cho cái việc affiliate. Còn lại nếu như chúng ta không có kết quả thì mọi vấn đề chúng ta nói ra nó đều viển vông, nó ảo tưởng và nó không có thực tế. Đó là cái mà kinh nghiệm mà làm nhá. Và bây giờ thì khả năng là buổi Zoom đến đây là kết thúc, đúng không ạ? Chúc các bạn có một cái buổi tối, đúng không ạ? Vui vẻ, đúng không ạ? Đó là học được nhiều cái kiến thức, nhiều kinh nghiệm, đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại, đúng không ạ?